Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có quy mô vốn 20 đến 50 tỷ đồng tăng 45,3%, quy mô vốn 50 đến 100 tỷ đồng rút lui thị trường tăng 23,4%, quy mô vốn trên 100 tỷ đồng rút lui khỏi thị trường tăng 32,3%. Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có 5 nhóm khó khăn lớn mà người dân và các doanh nghiệp phải đối mặt chính là thiếu hụt dòng tiền, giá thành sản xuất hàng hóa tăng, lưu thông hàng hóa giữa các tỉnh khó khăn, tình trạng dịch COVID-19 bùng phát tại các khu, cụm công nghiệp chưa có giải pháp, chính sách phòng chống dịch và nhóm tiếp nhận các gói hỗ trợ của chính phủ còn khó. Vì vậy, cần lập tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng để giải quyết. Trước tình hình đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa trình Thủ tướng quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt, tập trung giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc hiện có của người dân và doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh.